Xin chào chị nhé. Hôm nay có một chị khách thì gửi em bán một căn nhà, toàn là tại hẻm 793 phường Tân Hưng, quận 7 nha anh chị. Đường 793, cái hẻm 793 thì thuộc cái đường nhánh của Trần Tân Soạn, nhưng mà bởi vì cái đường 793 này là thông ra khu dân cư Him Lam, nên là đường này có lộ giới là khoảng 25 mét nha anh chị. Đường rất rộng ạ. Thì căn nhà chị gửi bán là căn nhà bách hóa xanh nhá. Gửi bán với giá là 100 tỷ đồng nhá. Căn nhà có diện tích là 355 m² nha anh chị. Thì là căn nhà chỉ cách tòa Novaland, cách tòa chung cư Sunlight City của tòa Novaland là khoảng 30 m thôi nha anh chị. Thì căn nhà này là kế khu dân cư Him Lam. Vị trí này thì rất đẹp nha, ngay đầu hẻm nên là dân cư đi lại rất đông ạ. Thì đang cho bách hóa xanh thuê là được 120 triệu một tháng nha anh chị. Hợp đồng 5 năm, 2 năm thì dự giá, năm thứ 3 mỗi năm tăng 10% nha. Căn này thì mình được vỉa nhà rất rộng nha. Lô đất này chỉ cách cầu Kinh Tẻ khoảng độ 500 m thôi nha anh chị. Di chuyển về quận 1, quận 4 rất gần nha. Anh chị mà có muốn coi sổ sách thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986 nha. Em đã gửi anh chị pháp lý căn nhà. Còn đối diện mình vẫn có một lô nữa là được 900 m nha, ba mặt tiền. 30 x 30. Lô đang quay đấy ạ. Thì là đang chào bán với giá là 150 tỷ nha. Lô này ba mặt tiền nha anh chị. Em sẽ quay cho anh chị tham quan. Đường rất rộng nha. Căn này thì anh chị có thể mua để xây căn hộ dịch vụ được ạ. Diện tích rất lớn ạ. Quỹ đất ở Kiều Đàm này thì là rất hiếm, căn được 900 m nha anh chị. Hầu như là không còn một lô nào nữa. Lô góc này ba mặt tiền có vị trí rất đẹp nhỉ. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0909 114 986 nha. Em sẽ gửi sổ và cập nhật giá cho anh chị tham khảo. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em.
Nếu anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì có thể like và đăng ký kênh giúp em ạ. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nha.